Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 29 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Sự khởi đầu kinh hoàng có thể không bắt nguồn từ chợ hải sản Vũ Hán. Xe Trung Quốc vẫn vào Việt Nam. Mới đây, truyền thông quốc tế đã tiết lộ thông tin về bệnh nhân corona đầu tiên không liên hệ tới chợ hải sản Vũ Hán của Trung Quốc. Điều này một lần nữa đặt ra nghi vấn về nguồn gốc của loại virus corona đang hoành hành khắp thế giới trong 2 tháng gần đây và đưa đến cái chết cho hàng ngàn người cũng như sự lây nhiễm tới gần hàng trăm ngàn người theo thông báo chính thức. Đây là hình ảnh khu chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, được chính quyền Trung Quốc cho là nơi phát hiện ra virus corona lây nhiễm ra toàn cầu. Đài truyền hình Đông Sâm và Tự Do Thời báo đã đưa tin vào ngày 27 tháng 2 năm 2020 rằng từ ngày 8 tháng 12 năm ngoái đã xuất hiện bệnh nhân đầu tiên ở Trung Quốc có các triệu chứng của virus corona. Trong khi nhà chức trách Trung Quốc trước đó loan báo rằng dịch bệnh bắt đầu từ ngày 31 tháng 12. Tuyên bố từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Vũ Hán được công bố trên truyền thông Đài Loan đánh dấu lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc đưa ra một lời giải thích khác về nguồn gốc của dịch bệnh chết người hàng loạt này. Tin đồn đã lan truyền trên mạng xã hội tại Trung Quốc rằng bệnh nhân được biết đến đầu tiên đã không ngã bệnh sau khi tiếp xúc với virus tại chợ hải sản. Theo các bản tin của Đài Loan, bệnh nhân đầu tiên được xác định mang họ Chen là cư dân quận Vũ Xương của Vũ Hán. Chen chưa bao giờ đến khu chợ hải sản và đã được chữa khỏi và cho xuất viện. Bản tin cho biết như vậy. Các nhà nghiên cứu y tế độc lập đã phản bác tuyên bố chính thức của chính phủ Trung Quốc. Vào ngày 24 tháng 1 năm 2020, Lancet, một tạp chí y khoa độc lập, công bố một nghiên cứu cho thấy bệnh nhân đầu tiên của Vũ Hán không có liên hệ với chợ hải sản này. Một nhóm nghiên cứu chung đại diện cho vườn thực vật nhiệt đới ở Xinhua của Trung Quốc, trường cao đẳng nông nghiệp Hoa Nam và Viện Nghiên cứu Não của Trung Quốc cũng nói chợ hải sản không phải là nguồn của virus corona. Mặc dù trước đó nhà chức trách Trung Quốc nói rằng bệnh nhân nhiễm virus corona được biết đến đầu tiên ở Vũ Hán từ khu chợ hải sản này, nhưng cuối cùng thì kết quả của những viện nghiên cứu và những tạp chí uy tín đã nói rằng chủng virus mới không phải từ khu chợ như chính phủ Trung Quốc vẫn thừa nêu. Và nhiều nghiên cứu về thuyết âm mưu cho rằng loại virus corona là một vũ khí sinh học do Trung Quốc nghiên cứu và phát triển trong Viện Nghiên cứu Virus học của Vũ Hán để nhằm vào thế giới phương Tây. Đây là hình ảnh Viện Virus học ở Vũ Hán. Virus được cho là có liên hệ với Viện Virus học Vũ Hán, nhưng viện đã bác bỏ dịch bệnh bùng lên từ các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm mang ra bên ngoài. Facebook anh Vũ Ngô đã cập nhật một loạt bài viết về âm mưu của chính quyền Trung Quốc và đưa ra giả thiết rằng Viện Nghiên cứu Virus học Vũ Hán là nơi phát triển vũ khí sinh học của người Trung Quốc. Đứng đầu bởi Thạch Chính Lệ, một chuyên gia virus học nổi tiếng, người phát hiện ra mối liên hệ giữa rơi và các chủng SARS khác. Cũng chính vì được tái tổ hợp để nhắm vào mục tiêu là người Mỹ và thế giới phương Tây, mà virus corona Vũ Hán có đặc điểm như nhắm vào nam giới, nguy hiểm nhất với người cao tuổi và người đã có tiền sử bệnh án, gồm có 40% người Mỹ thì béo phì và nhiều nguy cơ về bệnh đường hô hấp diễn ra khi gặp loại virus này. Trung Quốc đã nhìn thấy trước được thế lụn bại qua việc ký kết hiệp định thương mại với Mỹ, tức là ký vào một hiệp định thương mại áp đặt mà phía Mỹ đã đưa ra những điều kiện yêu cầu Trung Quốc phải thực hiện. Nhận thấy bị cô lập về nhiều mặt, bao gồm cả về vấn đề Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc quyết định dùng nước cờ mạo hiểm để thay đổi cuộc chơi là vũ khí sinh học, cho dù bản thân cũng chưa chuẩn bị được vaccine phòng bệnh. Thời điểm tung ra có thể vào năm 2020 khi bầu cử Tổng thống Mỹ, chứ không phải là cuối năm 2019. Và đây là chia sẻ của một học giả chuyên nghiên cứu về những vấn đề này. Vậy tại sao virus lại bị rò rỉ ra bên ngoài và lây lan nhanh trong cộng đồng Vũ Hán cũng như tại Trung Quốc như vậy và con số ngày càng lớn? Đây là hình ảnh cảnh sát Trung Quốc chặn mọi ngã đường đến thành phố Vũ Hán và những con đường cao tốc giờ đây đã vắng lặng. Cũng theo anh Vũ Ngô,
người Mỹ đã đánh hơi được sự phát triển của virus corona đã gần đến giai đoạn chín muồi và có khả năng dùng sớm. Tiếp cận thăm dò Thạch Chính Lệ qua vỏ bọc hỗ trợ nghiên cứu tìm cơ hội đánh chặn, phá công trình này. Không may, trong quá trình xử lý hành động của các gián điệp virus corona đã dò dỉ ra ngoài môi trường và bùng dịch ở Vũ Hán. Trung Quốc lo sợ các chuyên gia nước ngoài vào cuộc đến tận nơi và tại hiện trường phát hiện bằng chứng không thể chối cãi là dấu vết của hóa sinh dẫn thẳng đến phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, nên đã quyết định cách ly thành phố. Nếu bị phát hiện, Mỹ và cộng đồng quốc tế sẽ có thêm các cớ để cô lập Trung Quốc. Cũng vì mục tiêu chính của việc cách ly là cấm người từ bên ngoài vào, nên chính quyền Trung Quốc làm rất nghiêm ngặt vấn đề ngoại bất nhập. Còn vấn đề kiểm soát người dân từ Vũ Hán chạy trốn ra khỏi thành phố được thực hiện lỏng lẻo hơn, đã khiến cho 5 triệu người Vũ Hán lần lượt rời khỏi thành phố trước khi Vũ Hán được phong tỏa thực sự. Do bệnh của nhà nước độc tài, lãnh đạo dễ sai lầm vì những kẻ nịnh hót đã làm tô hồng số liệu, nên chính quyền của Tập Cảnh Bình có lẽ cũng không ngờ virus corona Vũ Hán đã lây lan nhanh đến vậy, đến nay đã mất kiểm soát dịch bệnh. Và đây là chia sẻ của một chuyên gia, anh Vũ Ngô như vậy. Hơn nữa, những số liệu mà Trung Quốc cung cấp về số lượng người nhiễm bệnh và đã chết do virus corona là hoàn toàn không đáng tin cậy. Con số này thực tế còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Điều này cho thấy loại virus này đặc biệt nguy hiểm. Và ngay hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố mức độ rủi ro cao nhất đối với loại virus corona đang diễn ra. Đây là hình ảnh chụp thành phố Vũ Hán như một thành phố ma, không còn bóng người. Việc Trung Quốc đang giấu giếm con số thực sự về mức độ hoành hành của virus corona tại Trung Quốc, đây là hoàn toàn có cơ sở. Những báo cáo về các lò hỏa thiêu hoạt động hết công suất, nồng độ SO2 trong không khí cao bất thường, trong khi không có xe cộ lưu thông. Những hình ảnh từ các bác sĩ làm việc tại các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Những video với người đổ gục nằm la liệt trên đường phố và các trung tâm y tế liên tục xuất hiện. Những thông tin quan trọng về số người chết cũng như cụ thể nguồn lây, tiến trình, thời gian xuất hiện bệnh do Trung Quốc cung cấp có xu hướng làm giảm nhẹ mức độ thực tế của bệnh này. Điều đó là làm cản trở công tác ngăn ngừa dịch bệnh. Từ thông tin ban đầu cho rằng dịch xuất phát từ một chợ hải sản buôn bán động vật sống, rồi ngay cả khi bệnh dịch virus thuộc nhóm corona thì Trung Quốc vẫn còn cho rằng đường lan truyền chỉ giới hạn từ động vật sang người mà thôi. Người không có nguồn từ người sang người khiến cho người dân đã mất cảnh giác hoàn toàn. Rồi việc bưng bít thông tin khi thực hiện việc đóng cửa chợ hải sản, đó là vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, với lý do sửa chữa chợ thay vì công khai lý do nghi ngờ đây là tâm điểm ổ dịch phát bệnh. Việc khởi động bộ máy phòng chống dịch chậm chạp, sự khủng hoảng nguồn lực y tế để đáp ứng tình hình dịch tại Trung Quốc, tất cả đã dẫn đến sự bùng phát dịch bệnh trên toàn cầu như hiện nay, và ngay cả Việt Nam cũng đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Và cùng một ý thức hệ chủ nghĩa cộng sản noi gương Trung Quốc, Việt Nam cũng bưng bít thông tin và che giấu sự thực đang diễn ra đối với loại virus nguy hiểm này đang hoành hành trong cả nước. Đây là hình ảnh cửa khẩu biên giới Tân Thanh, Lạng Sơn vẫn hoạt động cho các phương tiện Việt Nam và Trung Quốc qua lại hàng ngày. Đây là điều rất nguy hiểm vì có thể mang theo mầm bệnh từ Trung Quốc trở về Việt Nam. Khi mà nơi bùng phát dịch bệnh là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, quốc gia mà Việt Nam có quan hệ thông thương bằng cả đường bộ, đường biển và hàng không. Nhưng số lượng ca dương tính với virus corona tại Việt Nam được phát hiện hiện nay rất thấp. Hơn nữa, có rất đông người Trung Quốc sang làm việc, sinh sống tại Việt Nam. Và số người Việt Nam từ tâm dịch Vũ Hán trở về quê ăn Tết Nguyên đán Canh Tí không hề nhỏ. Số liệu do chính quyền Việt Nam công bố khiến người dân trong nước không khỏi nghi ngờ, vì tại đây, truyền thông, nhà nước vẫn nắm giữ hoàn toàn 100% và họ sẵn sàng xóa hoặc không cho phép đăng những bản tin mà người dân cần. Facebook Liên Hương Lê Na cho rằng Việt Nam đã lỡ bỏ thời điểm vàng, dẫn đến hậu quả là phải chạy theo chữa các ca nhiễm
để giảm thiểu tỷ lệ tử vong. Ngay từ đầu, biết có dịch ở Vũ Hán, chính quyền đã không đóng cửa biên giới với Trung Quốc, trong khi các quốc gia khác đã thực hiện việc đó ngay lập tức. Cô cho rằng không hy sinh lợi ích kinh tế lúc đầu thì sẽ hy sinh rất nhiều về sau. Chống dịch có hiệu quả thật sự phải từ các tin tức, tình báo và những thông tin được cảnh báo trước đó. Đợi chính quyền công bố dịch chính thức thì mọi việc dường như đã muộn. Ở Việt Nam, nhờ cộng đồng mạng lên tiếng, kiên trì, mạnh mẽ nên chính quyền đã thực hiện được một phần các biện pháp phòng chống dịch như cho học sinh nghỉ học. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu đã là quá muộn trước mức độ nghiêm trọng của bệnh dịch này hay chưa? Và những ca nhiễm ở Việt Nam chắc chắn còn lan rộng. Và trên thực tế, theo số liệu cập nhật cho đến thời điểm này, số người bị nhiễm virus corona tăng lên rất nhanh trên toàn thế giới. Đây là hình ảnh chụp từ trang web chính thức của Bộ Y tế Việt Nam về tình hình dịch bệnh cập nhật đến ngày 29 tháng 2 năm 2020. Ngày 27 tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành xem xét cho học sinh trung học phổ thông, học viên, giáo dục thường xuyên đi học từ mùng 2 tháng 3. Trên mạng xã hội gần đây cũng lan truyền bản kiến nghị của các trường quốc tế gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 2, thể hiện sự yên tâm và cảm giác an toàn nếu được mở cửa trở lại. Bản kiến nghị đã gây nên sự phẫn nộ trong cộng đồng khi các trường quốc tế đặt lợi ích kinh tế lên trên tình hình sức khỏe của học sinh. Cho đến 15 giờ 30 ngày 29 tháng 2 năm 2020, theo giờ địa phương, Việt Nam ổn định với 16 trường hợp bị mắc virus và tất cả đã được điều trị khỏi. Số xét nghiệm âm tính là 1.515. Tuy nhiên, số trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona với số hiệu sốt cao, ho đến từ vùng dịch tăng nhanh so với thời gian trước với 105 trường hợp đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ. Với tình hình bùng phát dịch bệnh đang lan nhanh trên hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, thành tích của Việt Nam thật đáng nể phục, đáng để thế giới phải học hỏi. Trong bối cảnh này, người dân không nên tin tưởng hoàn toàn vào thông tin một nguồn mà nên tự trang bị kiến thức, cập nhật thông tin quốc tế và có các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cho bản thân và gia đình cũng như toàn thể xã hội. Vì tại Việt Nam, nguồn tin do toàn bộ Đảng Cộng sản cũng như Ban Tuyên giáo quản lý và họ có thể đăng và xóa những bài mà họ không mong muốn. Và Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia mà các lãnh đạo hiện nay cùng chung ý thức hệ chủ nghĩa cộng sản. Họ coi việc độc quyền chân lý và lẽ tất nhiên, tìm mọi cách che giấu sự thật để duy trì thể chế độc tài toàn trị. Cùng với việc nâng cao số người phải cách ly theo dõi nghiêm ngặt, chính quyền Việt Nam tuyên bố sẵn sàng đối phó với bước ngoặt lây lan dịch virus corona toàn cầu với những biện pháp rất khó hiểu. Bản thân ông Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trong cuộc họp hôm 27 tháng 2 năm 2020 tại Hà Nội đã phải thốt lên khi cần thiết phải tính đến biện pháp phong tỏa cả khu phố. Rất cảm ơn các bạn vừa chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 29 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.